Một đoạn nhạc chế từ các nhân vật trong truyện tranh nổi tiếng Doraemon được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội trong những ngày qua. Riêng đoạn video ghi lại phần thể hiện cũng nhận hàng triệu lượt xem. Bất chấp phần lời chế được nhận xét không chỉ vô nghĩa mà còn phá nát câu chuyện gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu người. Doraemon, Nobita, Suka, Doremi, trai em sẽ cô. Má sẽ cô thì mập, má trai em thì gầy, còn Nobita khoe siêu xe nhà lầu. Nobita lại thầm yêu đế khi con sẽ cố vẫn luôn thương trai em. Suka đi tập tạ vã trai em một trận, tội mày của Nobita của bà. Em thách anh hát bài Doraemon chứ được 50k tim đó. Sáng tạo nội dung trên các nền tảng số. Chính vì thế mà không phải ai cũng làm nhạc vì đam mê. Những kênh YouTube như thế này là một ví dụ điển hình. Có thể trong tương lai sẽ trở thành những cái người mà nó khuyết tật về cái tính thẩm mỹ, khuyết tật về cái cảm nhận về nghệ thuật và từ đó là khuyết tật trong cái tâm hồn nói chung của một con người. Nhưng dù thế nào thì thị hiếu âm nhạc đều phải hướng đến các giá trị cơ bản, đó là tính thẩm mỹ, nghệ thuật và tính nhân văn. Đi ngược lại, các giá trị này thì đều có thể dẫn đến những thị hiếu méo mó cho công chúng.